Hi, xin chào mọi người, lại là Sound Studio đây. Nhân một cái dịp có bạn hỏi mình là sử dụng các cái plugin free ở đâu, thì hôm nay mình sẽ làm một cái video để cho mọi người, cung cấp cho mọi người một cái website để mọi người có thể tải rất là nhiều các cái dạng plugin nó free, hoàn toàn miễn phí ha. Thì bây giờ mình sẽ vô cái trang web đó cho mọi người xem ha, và hướng dẫn mọi người cách tải về, cách tạo tài khoản và sử dụng rất là đơn giản thôi. Dành cho những ai mà đã có những cái phần mềm bản quyền rồi á, thì muốn trải nghiệm các cái plugin miễn phí nó có khác gì so với các cái plugin mà mọi người hay crack hay không nhá. Ok rồi, bây giờ mình sẽ bắt đầu luôn nhá. Nó là cái plugin Pontic này. Đó, mọi người vô cái website này ha. Rồi mọi người nhớ này, mọi người phải đăng nhập My Account. Nếu mà mọi người chưa đăng nhập này thì mọi người phải tạo tài khoản và mọi người đăng nhập nhá. Đây, Động Cơ Động Việt Nam. Để mình vô cái mục free trước đi ha. Thì tất cả những cái plugin nào, cái dạng plugin nào miễn phí thì người ta sẽ cho chúng ta sử dụng tải về đây. Thì nó có thể là chúng ta có thể tải về cho bản dành cho hệ điều hành Windows hoặc là Mac đều được nha, macOS đều được. Thì nó có phần free này, nó có là effect, các cái hiệu ứng để chúng ta chỉnh sửa trong phần mềm, và instrument này đó là các cái có complete collection hay con contact instrument luôn, có rất là nhiều bộ cái sample tiếng, cái sound instrument, nhạc cụ ảo cho chúng ta luôn đó, miễn phí nha. Và studio tool bao gồm có ebook này, có đo này, và có các cái metering, đo sample back, tức là các cái sample mẫu, các cái âm mẫu á, các cái tiếng mẫu, được chưa? Thì cái website của chúng ta mình sẽ để ở link ở phía bên dưới nha, pluginpontic.com này. Đấy. Rồi thì bây giờ ví dụ mình vô mục free này, mình sẽ chọn cái effect. Về cái effect thì nó có rất là nhiều loại, simulator này, beat crusher để thay đổi cái sóng của âm thanh này, channel strip. Channel strip là một cái chuỗi các cái hiệu ứng nó tích hợp sẵn, bao gồm có thể là comb, EQ, limiter, hoặc là expander hoặc là gain, nó tích hợp sẵn trong một cái chuỗi chuỗi VST. Rồi chorus thì nó dạng như là nó tỏa, nó hơi bị lệch pha xíu, cảm giác như nó loang loang ra hai bên tai xíu ha. Rồi compressor chúng ta hay dùng này, de-esser cũng có nữa. Rồi delay tạo không gian, distortion là hiệu ứng là thay đổi cái sóng âm của chúng ta. Distortion là nó bị méo tiếng, làm cho cái tiếng của chúng ta input đầu vào nó sẽ bị thay đổi. Rồi enhancer, EQ, exciter, filter, flagger. Flagger thì nó hơi giống với chorus. FX bundle. Mọi người nhớ này, cái chữ bundle là nguyên một cái gói. Bundle là nguyên một cái gói, nó đóng sẵn cho chúng ta. Có rất nhiều các cái bộ trong đó, gây nè, limiter, modulator là để thay đổi cái sóng âm đó, multi effect, phaser nó cũng cùng dạng với lại flanger hoặc là chorus luôn, preamp này, có preamp VST ảo luôn nha. Nếu mọi người muốn chưa có về preamp phần cứng thì có thể thử cái preamp VST ảo phần mềm, chúng ta có thể tải về và thử. Reverb nè, saturation nè, tạo màu luôn ha. Stereo wide, stereo wide image là nó sẽ tạo cái không gian theo chiều rộng và chiều sâu. Nó có sự kết hợp giữa hai cái chiều đó. Transient shaper hoặc vocoder. Rồi bây giờ mình thử tải về một cái cho mọi người xem và mình cài đặt cho mọi người thử luôn nha. Bây giờ mình sẽ lấy một cái thử delay đi ha. Rồi mình bấm vô delay này. Thì mọi người kéo xuống đến đây này. Mọi người đừng có click vào máy nha, máy này nha, mấy cái này là nó mua có phí đó. Thì mọi người kéo xuống đây nè, nó có cái chữ free này, đó, những cái màu xanh, biểu thị màu xanh dương là free đó. Thì thông thường thì nó mọi người thấy này, có cho hệ điều hành Mac OS và hệ điều hành Windows đúng không? Đấy, còn ví dụ thằng này thì nó chỉ có cho Windows thôi. Thằng này cho Windows thôi thì mọi người để ý nha. Đó, mọi người tải cái plugin nào cho tương thích với cái hệ điều hành của mọi người đang sử dụng đó. Thì bây giờ mình thử tải một cái và mình cài thử ha, cái đầu tiên này ha. Rồi, add to my download.
Rồi, cái này là do mình đăng nhập tài khoản ra ha. Ví dụ mình chưa đăng nhập tài khoản, mình log out nha. Đây, mình log out này. Đó, nếu mà mọi người chưa đăng nhập tài khoản thì mọi người phải create, mình phải tạo một cái tài khoản ra nha. Mọi người sign up, mọi người sign up đăng ký này. Thì ví dụ mình đã lỡ đăng ký rồi thì mọi người ví dụ mọi người sẽ nhập cái email của mọi người vào đây, rồi mọi người create cái password, tạo một cái mật khẩu nha, rồi mọi người I'm not a robot rồi accept nè. Khi mọi người click vào đây á, thì nó sẽ ra một cái hộp thoại như thế này, đấy là chọn một cái hình kiểu như nó xác định là mọi người không phải là robot á. Ok, thì ví dụ đây là nó select all image motorcycle, tức là chọn các cái hình mà nó có hình mô tô á. Thì mỗi cái lần chúng ta mở ra thì nó sẽ có một cái loại mật khẩu khác nhau, thì mọi người phải cố gắng copy cái này ra Google, nếu mọi người không biết tiếng Anh hay ra Google dịch để mọi người biết được cái ý nghĩa của cái câu này là gì, rồi mọi người chọn thôi ha. Ví dụ đây thì mình sẽ chọn là tất cả các hình là không có với lại là có cái mô tô ha. Mình sẽ chọn hình này nè, hình này verify ha, xác định nè. Ok rồi nè. Rồi mọi người bấm phải click vào đây accept cái term của nó, có nghĩa là giống như cái điều kiện của nó để có thể sử dụng được. Rồi mọi người tạo password, rồi mọi người click là register. Ở đây thì mình đã tạo rồi cho nên là mình chỉ cần là bấm login. Còn nếu mọi người chưa tạo cái tài khoản thì mọi người phải bấm sign up đăng ký nha. Rồi mình bấm login này. Mình có mật khẩu và tài khoản và mật khẩu mình lưu sẵn trong cái này rồi. Đấy, thì nó vẫn xác định là cái, nó vẫn muốn mình xác minh lại thêm một lần nữa thì mình sẽ xác minh thôi. Select all image with a chimney. Không biết cái chimney là gì trời. Chà, căng nha. Tải cái hình khác nha. Rồi, select all image with stair. Với cái cầu thang này, mình stair này. Stair này, stair, stair. Rồi, verify. Rồi, login ha. Ok, vô lại một free là mình tải này. Đó, mọi người phải nhớ là đăng nhập rồi mới là tải về nha. Effect. Rồi mình sẽ chọn lại cái delay nè. Chọn đại một cái tải về cho mọi người xem. Rồi mình vô một lại ha, mình vô một free này. Vô effect mình chọn lại cái delay ha, chọn lại tải bất kỳ đây ha. Reset là mình ví dụ cái này đây ha. Add to my download nha. Rồi đây. Download your computer and install. Không cần xác minh quyền authorization. Mình download ha. Ví dụ H4 delay thì mình download cái này đi ha. Thử cái này coi. Rồi, bắt đầu tải nè. Rồi mình mở luôn ha, mình mở luôn nè. Rồi cái file exe application nè, mình mở lên. Rồi bấm next ha. Next, thì mọi người nhớ này, khi mà cài Windows vào sử dụng phần mềm Studio One á, thì mọi người dùng cho mình là VST 3, VST 2 hoặc VST nha. Tất cả các dạng VST thì dạng mới nhất là VST 3, cũ hơn là VST 2 và cũ hơn nữa là VST. Thì mọi người cứ ưu tiên từ mới nhất nha, từ VST 3. Không có VST 3 thì chọn VST 2, không có VST 2 thì chọn VST. Và nhớ là bây giờ thì hầu như là toàn là mọi người mà cài được Studio One 5 á, là toàn là hệ điều hành 64-bit. Cho nên là mọi người chọn cho mình 64-bit VST 3 ha. Đó. Mọi người bấm Next này. Yes. Install ha. Finish. Đó. Vậy là mọi người đã cài xong cái plugin này. Rồi mọi người vào Studio One, mọi người mở ra là nó có trong đó rồi. Rất là dễ. Thì đây là một cái website rất là nhiều plugin free cho mọi người. Thì mọi người cứ thử là đăng ký cái tài khoản ở cái website này, rồi tải về tất cả các plugin mà mọi người mong muốn. Thì ví dụ các cái mọi người cũng có thể, nếu mà mọi người biết tiếng Anh á, mọi người cũng có thể học được rất là nhiều ở trong đây. Ví dụ như các cái effect thì nó có phân ra làm nhiều loại, thì mọi người có thể hình dung được các cái hiệu ứng để mix vocal và mix các cái multi track thì bao gồm những cái loại nào. Thì mọi người nhìn này, đó, bao gồm những cái loại này đó. Thì mọi người ví dụ bấm một cái bất kỳ đi. Đây nè, nó sẽ cho mọi người một cái về cái khái niệm thế nào là
là đây mình đang nói là Arm Simulator đúng không? Thì nó sẽ cho mọi người biết nè, above you see select of Arm Simulator plugin from. Đó, một nó sẽ cho mọi người biết à Arm Simulator là cái gì. À, mọi người không biết thì cứ vô Google dịch cái đoạn này thì nó ít ra thì mọi người cũng hình dung được à, có được cái khái niệm về cái Arm Simulator và các cái plugin free này. Đó, mọi người có thể học được rất là nhiều từ những cái plugin free và từ cái website plugin bonded này. Ok, cái video này tới đây đây, hy vọng mình có thể đã giải đáp được cái thắc mắc cho một bạn comment trên kênh YouTube của mình. Ok, hẹn gặp lại mọi người ở những video clip tiếp theo của Sound Studio nhé. Mọi người có bất kỳ câu hỏi hay thắc mắc gì thì hãy comment ở phía bên dưới. Mình thấy phù hợp và có thời gian thì mình sẽ giải đáp thắc mắc cho mọi người. Ok, xin chào mọi người nha.